Soviet.vn, bán đích được gold bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello, chào mừng anh em trở lại kênh bài mua Việt nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi tiểu mới An. An có nên cấm hay không? Đây là câu hỏi thứ nhất. An có được tăng sức mạnh không? Đây là câu hỏi thứ hai. Và An sẽ có những người đồng đội nào trong thời gian sắp tới từ cái siêu phẩm anime Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ok, tất cả những điều đó các bạn sẽ được biết trong cái clip này. Còn bây giờ là đánh thường chiêu 2. Chiêu 1 rồi, chiêu 2 đi về. Ăn dầu thôi, ăn dầu thôi anh em ơi, ăn dầu nhanh. Đang có lợi thế, đang có lợi thế này. Đòi cái của mình nó không có được đâu nha, bật chiêu cuối lên. Rồi, lướt chiêu 2 đi, tiếp tục chiêu cuối này. Chiêu 2 quay lại. Chiêu 1, ui. Đợi tí nha, đang có một điểm tại. Lướt chiêu 2 lên, đánh thưởng chiêu 2 tiếp. Chiêu 1 này. Con này là con tướng mà các bạn sẽ dùng kỹ năng liên tục. Và là vị tướng hồi chiêu rất nhanh, kỹ năng hồi liên tục. Và cái chiêu 2 là cái chiêu để lấy đam, áp suất mục tiêu tốt. Thế nên đây là vị tướng mà các bạn cần nhiều thời gian để có thể làm quen, để có thể là hoàn toàn nắm rõ cái bộ kỹ năng của con tướng An này. Thành ra là đầu mùa thì cũng không nên cấm con tướng này làm chi, bởi vì không phải là tướng dễ chơi mà chỉ sợ cái lý do thứ nhất là chỉ sợ đồng đội test con này thôi. Nhưng đồng đội chơi chưa tốt thôi anh em ơi. Đây là clip này Mô Việt sẽ chơi An ở cái trận đấu gặp đội hình team bạn toàn mấy con tướng cơ động như Airy, như Nakroth, như Quyền Vương, như Hayate, thậm chí Lumber cũng có chiêu cơ động. Đấy, vậy thì An chơi có tốt hay không thì có thể là trả lời câu hỏi là cái An này sau mục tiêu có tốt hay không nha. Quá tốt luôn. Anh em nên giữ 2 điểm đổi tại và là cường hóa của chiêu 2 nha. Khi cường hóa của chiêu 2 rồi anh em chỉ cần đánh thường một phát là anh em áp sát được mục tiêu rồi. Đấy, khi đánh thường xong thì anh em được hồi chiêu 2. Đó, anh em lướt chiêu 2 phát nữa. Rồi anh em lướt chiêu 2 phát nữa, lướt chiêu 2 phát nữa là cái cường hóa chiêu 2 tiếp. Đấy. Nên là anh em sẽ nói chung là chơi con này mà chúng ta biết nhẹ một tí là chúng ta sẽ chơi tốt thôi. Wow, không hề dễ bắt được bạn Hayate kết hợp với bạn Number bảo kê đâu. Nhưng không sao, không bắt được thì cứ từ từ thôi nha. Thì mình con mắt ghê phết anh em ơi, gấu lúc nào cũng di chuyển hỗ trợ team. Lúc nào cũng đông hơn thế này, thôi lấy trụ đi. Quả là lấy trụ được rồi. Cái câu hỏi thứ hai là con này có được tăng sức mạnh không? Thì theo tin đồn là nó sẽ được tăng sức mạnh, khả năng rất là cao. Bởi vì ra mắt trang phục mới mà con tướng khó lắm bắt, khó có thể là bá đạo ngay từ đầu thì cái trang phục sẽ khó bán nha. Nên là mình nghĩ khả năng tăng sức mạnh là rất cao khi hợp tác thương hiệu một lần cập nhật bổ sung. Rồi cái câu hỏi thứ ba là những đồng đội nào sẽ xuất hiện cùng với Tanjiro. Thì Lezuko là đứa em gái rồi. Rồi Inosuke trang phục sẽ ra mắt cùng vị tướng Zephyr. Vì dép mới thay đổi ngoại hình đúng không em ơi? Có trang phục mới, không biết là cái kiểu mà trang phục mà cái có cái đầu con sói hay con chó đó. Đấy, cái nhân vật đó thì mình không xem nên mình cũng không nắm bắt được cái ngoại hình rồi cái đặc tính của nhân vật. Anh em biết thì có thể chia sẻ cùng mọi người nha. Còn một nhân vật nữa đó là cái gì nhỉ? Zenitsu là nhân vật sẽ kết hợp với vị tướng Murat để tạo ra siêu phẩm đến từ Thanh Gươm Diệt Quỷ. Như vậy là có 4 rồi, cũng nhiều nha anh em ơi. 4 là ngon rồi, không biết là hiệu ứng kỹ năng nó như thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi trong thời gian sắp tới. Trận này là loang tàng hoàng. Thực ra con tướng này là con tướng loang tàng hoàng anh em ơi. Cái bộ kỹ năng của nó cũng loang quang phết. Nhưng nếu anh em biết làm chủ, ví dụ như này này, đó anh em phải đánh thường này. Rồi bật chụp cuối này, chiêu 2 này, chiêu cuối này. Rồi chiêu 2 tiếp, chưa cần chiêu 2 tiếp cũng chết rồi. Mình luôn giữ 2 điểm nội tại, mà cái điểm nội tại màu cam như này thì mình sẽ là cơ động hơn, áp sát mục tiêu mình vừa hay né được đam luôn. Đó, rất là nợ nha anh em, nên giữ 2 điểm nội tại và đánh thường thường môi Việt. Thì bạn cơ động như này mình còn áp sát được nữa là thì bạn không cơ động đúng không anh em ơi. Ok, và con tướng An nó thực sự chơi được khi nó ở mức level 8, tức là chiêu của level 2. Và nó thực sự bá đạo khi ở mức level 12, tức là chiêu của level 3. Đấy, khi đó thì anh em có thể dùng chiêu cuối được 3 lần.
Hiện tại thì anh em có thể mốt được Tan Zero và trải nghiệm trong game tại máy chủ mặt trời, nhưng chỉ dừng lại ở cái điều đó thôi nha, đặc biệt là các bạn YouTuber. Bởi vì những lần hợp tác thương hiệu là vô cùng quan trọng đối với chị Gran, đặc biệt là đến từ đất nước Taiwan. Nếu các bạn up lên YouTube thì khả năng 96,69% là ăn gậy. Đây là chia sẻ của một thanh niên từng bị ăn gậy từ chị Gran bên Đài Loan. Anh em hết sức cẩn thận nha, đặc biệt các bạn muốn gắn bó với nghề YouTuber, nếu muốn bay kênh thì cứ úp đi, còn nếu không muốn bay kênh thì như Mô Việt này, chứ vội, đợi tí nha anh em ơi, rồi anh em sẽ được trải nghiệm thôi. Thực ra mình cũng đã chia sẻ hiệu ứng kỹ năng rồi, còn chi tiết hơn trải nghiệm tướng chơi đấu rank với trang phục Tan Zero thì đợi đến thời gian sắp tới nha. Còn tướng A này thì cái kinh nghiệm chơi nó quan trọng lắm anh em ơi. Khi mà các bạn đã áp sát được mục tiêu rồi, cường hóa chiêu 1 sẽ lợi thế hơn. Và khi anh em chưa áp sát được mục tiêu thì cường hóa chiêu 2 sẽ có lợi thế hơn. Và cường hóa chiêu 2 thì nó sẽ là cái cường hóa giúp bạn có những pha loang quang lấy chiêu rất là tốt. Thế là anh em thường thấy là mình trước khi vào giao tranh ý, mình luôn có là dùng chiêu 2 xong. Đấy, mình chỉ cần đánh thường là được hồ luôn chiêu 2 rồi. Như vậy dùng một chiêu 2 free, dùng chiêu 2 free rồi cái chiêu 2 mình đang sẵn có vẫn có thể dùng được. Nghĩa là hai lần chiêu 2 mà đây một lần cường hóa luôn. Nó rất là cơ động luôn nha các bạn ơi. Có thể đua theo được mấy con cơ động như kiểu Hayate hay là Lacrosse. Có thể thôi nha. Có những trường hợp các bạn đấy muốn chạy thì cũng khó phết đấy. Bởi vì tầm chiêu của con A này nó hơi ngắn. Đây là cái điều thiếu nha. Nếu mà tầm chiêu nó dài hơn một tí nữa thì thôi, nó con quái vật thực sự rồi. Tất nhiên là chơi trong bản test nó khác hoàn toàn so với bản chính thức. Bản chính thức thì mọi người kỹ năng cao hơn, các được anh em tối ưu sức mạnh của A nó hơi khó đấy. Thì bạn đâu muốn chơi, không muốn chơi anh em ơi, không muốn chơi khó nhở. Cường hóa chưa một rồi, con này để chơi này, cường hóa chưa một cũng ngon anh em ơi. Khi đã sát được rồi cường hóa chưa một là ngon nha. Chiêu cuối vào này, ơi chiêu hai chứ, sorry anh em, đánh lỗi chiêu nhầm chiêu. Ok, nhưng mà có nhiều chiêu lên là cũng áp sát được bạn Airy. Nói chung là đến tầm này con này bá rồi thì bạn chỉ cần đánh nhau là mình tạo highlight thôi. Còn thì bạn không đánh nhau thì mình không tạo được highlight. Đó, ghê phết nhở. Thôi có khi là bỏ đi Elsewhere, về. Cũng có khá nhiều anh em chia sẻ combo con tướng An rồi. Đấy, combo đầu tiên ấy, anh em muốn mà combo mà chưa có chiêu cuối, anh em muốn loằng tăng hoàng ít, thì anh em nên dùng như này này. Chiêu 1 trước nha, rồi chiêu 2 đánh thường, nó chưa hai đi về là đã combo gọi là lăng tăng hoàng, cấu dự tấn địch một tí thôi. Mình cũng không khuyên là hạn chế combo này, dùng xong là mình cũng hết cái đường về đấy anh em ơi. Có cái combo mà dài hơn thì tất nhiên là mình có chiêu cuối rồi, có chiêu cuối hơn, có chiêu cuối lên thì các bạn sẽ là luôn có một điểm đổi tại màu trắng khi mà chúng ta dùng chiêu đấy, nên là các bạn sẽ cường hóa chiêu 1 chiêu 2 liên tục. Nói chung là đến khi mà bật chiêu cuối lên rồi thì có cái chiêu gì xài cái chiêu đó thôi, cũng không có quan trọng đâu anh em ơi. Có cái chiêu cuối cường hóa là anh em cũng phải dùng luôn nha. Anh em dùng luôn chiêu cuối cường hóa thì các bạn sẽ được nhiều lần, có thể dùng đến 2 đến 3 lần liền nha. Ở hiện tại thì team mình đang có lợi thế rất là nhiều này. Bây giờ ăn thêm con rồng này là 2 bùa rồi mà đánh nhau thì siêu bá luôn. Sẽ có highlight, nhưng mà chưa có highlight. Đấy là cái điều mà mình không thích kiểu nào, làm clip phải có highlight thì nó mới sướng anh em ơi. Lên nào. Tiếp tục bật chiêu cuối trước nha. Ở trước thì mình trải nghiệm phong cách là bật chiêu cuối trước rồi thì có thể chơi được nhưng không hiệu quả cao. Đấy, không hiệu quả cao nhưng vẫn có thể chơi được nha. Những trường hợp mà các bạn muốn là chơi luôn, cường hóa chiêu luôn thì mình sẽ bật lên như vậy. Đấy, còn không thì anh em cứ là thôi thì mình cứ giữ một điểm đổi tại màu trắng hoặc là giữ hai điểm đổi tại và cường hóa cái như này này, cường hóa màu cam, cường hóa trong hai giống Mô Việt. Anh em chỉ cần đánh thường là anh em đã cường hóa rồi. Đấy, ok, team mình thì đang là quá khỏe rồi. Thì bạn chỉ ôm thôi, không có thể chơi được. Em su VRF Nordion. Bên kia thì chất tướng late game rồi, chất tướng khỏe đầu game cũng không làm gì. Na mà gặp đội hình này ra không được chơi, đúng rồi. Thế là trận đấu này mình nhàn quá anh em ơi. Ôi, không kịp làm gì luôn. Nếu mà các bạn biết là combo thì nó cũng rất là cơ động thôi anh em ơi, cũng rất là bất ngờ đó. Chiêu cuối tiếp này. Ok, đã quét sạch rồi thì thôi trận đấu cũng nên kết thúc ở đây thôi. Nhưng hết lính.
hết đính mất tiêu rồi, chưa kết thúc được em ơi. Thế là team bạn lại hai người ra nữa kìa. Ồ yên tâm, trụ bắn sau cũng được mà. Hà Nội không vội đâu em ơi, cứ bình tĩnh nha. À, làm bốt quả cuối em xem có được 10 mạng hay không này. Ui bay màu kìa, không kịp làm gì luôn. Ui lại về trụ kìa. Ok, video của mình đến đây hết nha. Xin chào anh em và hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.